Bố, sao bố gọi con về gấp vậy? Quỳ xuống. Bố, sao bố lại bắt con quỳ? Quỳ xuống. Nè, nhìn bố này. Trước mặt bố, con không được giấu giếm điều gì hết. Con đã làm điều gì sai trái mà người ta đồn ầm lên như vậy? Dạ, con làm ở Nhân Thọ mà bố. Nhân đạo và giúp người. Lần trước về vay tiền bố mẹ, con đã nói chuyện với bố là con làm ở Nhân Thọ mà. Con làm gì cũng phải nói thật. Đừng làm việc sai trái. Bôi trò trát trấu vào cái gia đình này. Gia đình này, cha mẹ này. Người ta đụng âm lên kia. Chú. Hả? À, thằng Sơn của chú á, nó lên thành phố nó làm nghề gì vậy chú? À, Sơn con tôi hả? Nó lên thành phố nó làm ở công ty bảo hiểm. Ủa mà có chuyện gì vậy? À, công ty bảo hiểm hả? Ủa sao thằng Út nhà tôi nó nói là gặp thằng Sơn ở ngay chỗ đi vay nặng lãi, cờ bạc, gái gú hay đề đốm gì á, cho nên nó mới đi vay nặng lãi của người ta. Làm gì có chuyện đó, cô nói cái gì kỳ vậy? Không có đâu. Tại mình ở quê không biết á. Nè, chú á nha, chú mà không kêu nó về hả, không hỏi rõ nó đi, để mà nó mà đi mượn tiền xã hội đen ha, rồi cờ bạc hay là gái gú gì đề đốm gì á hả, là có ngày đi tù á nha chú. Thôi, cô nói tầm bậy tầm bạ quá, cô đi về đi. Tưởng làm công ty gì ngon lắm, ai về cũng dân gì đâu không. Cô nói thật đi, con có đi vay nặng lãi không? Bố, con có vay nặng lãi ạ. Thế thì xong rồi, con bố mẹ rồi còn đâu. Con giao du với cái bọn xã hội đen, cái bọn giang hồ đó để làm gì? Bố, không như bố nghĩ đâu ạ. Con có vay nặng lãi bởi vì số tiền con vay bố mẹ không đủ. Con phải mở thêm văn phòng mà con không có gì để thế chấp ngân hàng cả. Con vay được, con sẽ trả được. Mà con hứa với bố là không có gì khuất tất, con không làm gì sai trái đâu ạ. Bây giờ con nhìn thẳng vào mặt bố nè. Con thề đi. Con thề là con không làm việc sai trái. Bố sẽ tin con. Dạ, con thề với bố ạ. Con làm ăn đàng hoàng chính đáng ạ. Bố hãy tin tưởng ở con ạ. Thôi được rồi, bố sẽ tin con. Con lại đây. Con phải nhớ, không được làm ăn sai trái. Dạ. Giấy rách phải giữ lấy lề. Con được bố mẹ nuôi ăn học đàng hoàng mà. Con lại xuất thân là một nhà giáo nữa nên con hiểu bố ạ. Ừ. Bố mẹ đừng nghe người ta nói. Sự thành công của con ấy chứng minh tất cả bố ạ. Bố yên tâm rồi. Dạ. Cố gắng lên con. Dạ.